Dạ em xin chào quý khách hàng đã quay lại kênh Bất Động Sản Đặc Biệt ngày hôm nay. Là nói đầu tiên xin kính chúc với cô chú và anh chị được cho dịch sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nhé. Thì hôm nay gia chủ có gửi bên em một cái căn nhà giường diện tích nho nhỏ thôi anh chị, được cái là thông thoáng, có quy lợi cây ăn trái luôn nha anh chị, như là vú sữa nè, mận nè và một số cây ăn trái khác nha. Với ngang là 11m, chiều sâu là 33, trên tổng tích là 363m². Trên căn nhà mình á có thổ cư là 100m² nha anh chị. Hiện tại là cũng là sổ tổng nha. Thì chủ kẹt tiền cắt ra bán anh chị ha. Cắt ở nhà đã bán, còn bên tay trái mình còn đất trống nữa anh chị nha. Địa chỉ cái căn nhà giường của mình á là ở xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Đây là cái đường nhựa Bình Thọ Trung nha anh chị. Căn nhà giường mình á cách đường nhựa này chỉ có là 60m thôi, rất là gần luôn, đường xe máy nha. Dành cho những cô chú anh chị nào nghỉ dưỡng anh chị ha, về đây rất là yên tĩnh. Ở đây là mình gáp ganh là thị trấn Chợ Gạo nha anh chị. Mình đi hướng này là về quốc lộ 50, về thành phố Mỹ Tho là 19km nha. Còn mình đi hướng ngược lại thì mình liên thông về ra quốc lộ 50 về cầu Mỹ Lợi anh chị, qua địa phận Long An về thành phố Hồ Chí Minh, tính từ bến xe miền Tây á, là 64km nha anh chị ha. Đó thì hướng ngược lại đường này. Còn mình nếu đi chợ á, thì ở đây có chợ Bình Phan nè, trường học, ủy ban, tại y tế chỉ có 500m thôi chị. Một vị trí cực kỳ đẹp luôn. Mình chạy lại ra một đoạn về trái là tới rồi. Ở đây mình có đèn đường nè chị không? Điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha anh chị. Cái hướng căn nhà giường của mình đây là hướng chánh đông nha. Chị nào mà hợp phong thủy á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Rồi, mình sẽ đi vô cái đường xe máy này anh chị. Vô khoảng 60m à, rất là gần anh chị ha. Rồi, em xin mời anh chị nha. Qua hai căn nhà là tới căn nhà thứ ba, là căn nhà của mình cần mua đó anh chị ha. Ở đây đường này thì nghe nói còn mở rộng anh chị ha, nhưng mà em chưa biết chính xác là chừng nào đó, nghe dân ở đây nói thôi. Nhưng mà giờ tính là được tính đường xe máy chị ha, khi nào đường ô tô thì tính sao. Qua hai căn nhà là tới căn nhà của mình cần mua anh chị. Nhà nào nhà nấy chị không, to đùng mà. Và mình nhà mình có thổ cư là chủ đó cho mình là 100m² thổ cư nha anh chị. Đó, còn bên tay trái mình đây thì đã có chủ hết rồi. Đây thì cái khu này là đây ta bà con đi là phân lô bán, đã bán hết anh chị ha. Rồi mình đã tới nè chị, rất là gần nha anh chị ha. Đây, ranh giới là từ vị trí ở bên tay phải nè. Đây. Bên tay phải mình đây anh chị ha. Đây thì có xây bức tường cao là 2,5m đó, bên tay phải anh chị ha. Còn trước cũng xây bức tường 2,5m luôn đó, làm mấy tiền chế ra tới cái đường công cộng luôn chị thấy không. Nên bên trong cái sân nó rất là mát, rất là thoáng nha anh chị. Rồi qua bên đây là 11m anh chị ha. Tại đây là khoảng là 2 mấy mét lần, nhưng mà chủ cắt cho mình là 11m thôi. Bên trong anh chị thăm nhà cũng rất là đông. Đây qua tới đây anh chị ha. Không, cách khoảng đây xíu sâu trong trong anh chị. Còn này đất của chủ nè, nhưng mà chủ để lại cái phần này nha anh chị ha, là đất chủ bán cho mình cái nhà thôi. Rồi để quay một vòng mình xem ha. Giá thì gia chủ ký gửi là 1 tỷ 100 triệu nha anh chị. Sở hữu một cái căn nhà được là một phòng khách, hai phòng ngủ, không gian nhà tắm, nhà vệ sinh và phía sau có một cái ao nuôi cá nữa chị nha. Đây, cách đường nãy mình đi vô là đường nhựa Bình Thọ Trung đó chị, có 60m thôi. Đây thì chủ làm cái cửa kéo anh chị ha, cho nó đỡ tốn diện tích, nó mở ra mới vô đó, bị vướng bận ha. Đây là cửa lùa, cửa này rất là rộng, 3m anh chị. Đây bên trong là chiều sâu bên tay trái, đây chỉ lại cho mình xem đây. Theo cái mí này chị ha, thấy không đó, ngay cái mí mà xây gạch lên là đóng lên là chị, thẳng ra phía sau anh chị ha. Tâm về kéo vào là thẳng phía sau. Ở đây có chủ trồng mây vàng, hộp số kiển nè,
Và phía sau thì là một số cây ăn trái anh chị, gốc cũng rất là lớn luôn. Đây là cái sân của mình đây, đổ đã đổ bê tông rồi. Bên tay phải mình đây thì có một cái lối ra phía sau nhà anh chị ha. Chủ thiết kế nhà này giống như nhà nghỉ dưỡng anh chị, nhưng nên rất là thoáng anh chị ha. Xung quanh bao bọc là bức tường, cao là 2,5 m nha. Đây là sau đây còn khoảng là 2 m anh chị. Đi ra phía sau nhà. Đây thì là thiết kế để mình có không gian rộng để làm cửa sổ lấy sáng vô, lấy gió trời vô, rất là thông thoáng không gian căn nhà của mình anh chị ha. Đây, đồ đạc rất là nhiều để trước sân anh chị ha. Rồi trước tiên thì em sẽ đi vô cái máy tiền chế bên hông. Bên hông đây là tiền chế cũng rất là cao, rất là thoáng nha anh chị. Đây, một số kiện là dài với sau anh chị ha. Bên đây còn rất là rộng nè, nhưng mà chủ để lại chị ha. Tại bên kia có cái mò cách cũng xa, khoảng 15 m anh chị. Còn đất chủ để lại đây, để chủ xây nhà ở đây ha, kẹt tiền bán bên cái nhà thôi, còn chủ sẽ dời cái nhà qua đó, xây cái nhà tạm xíu anh chị ha. Rồi trước tiên sẽ đi vô cái không gian ở phía đây thì là phía làm đây là bếp nấu ăn anh chị ha, nằm góc đoạn này là nhà tắm nhà vệ sinh ở đây luôn. Đây là nhà tắm nhà vệ sinh, bên trong thì cũng có là bồn tắm nè, rồi máy nước nóng nước lạnh nè. Ốp gạch lên là cao là 3 m anh chị. Rồi có labo, đánh răng, rửa mặt luôn chị ha. Ở đây là chủ thiết kế, đây là không gian trước, đây là không gian bếp và tắm vệ sinh, còn trước là chỗ ao cá chị, là không gian phòng khách anh chị ha. Đây là không gian chỗ nấu ăn của gia đình. Thiết kế theo chữ L anh chị nha. Đây là cái labo để mình rửa chén bát, ở trên thì cũng có chỗ ốp chén nè để gọi nước anh chị ha. Thì căn nhà thì gia đình đang ở đó chị ha, kẹp tiền bán nên cũng đồ đạc cũng hơi nhiều, bề bộn, quý hàng cô chú cũng thông cảm nha. Đây là cái cửa nè, cái cửa này ra bên hông anh chị, nên em quay anh chị ha, bên hông bên tay phải anh chị, mở ra cho nó có ánh sáng anh chị ha. Rồi em sẽ đi lên từ từ lên cái từng phòng ngủ rồi lên cái phòng khách nha anh chị. Cái lối thì đi ra phía trước á, thì cũng vừa thôi chứ không có lớn mấy chị ha. Toàn bộ căn nhà bên trong á thì gia chủ đã đóng lò phong hết rồi chị ha. Ở đây có một cái cửa hai cánh, và ở trước phòng khách thì cũng có cái cửa hai cánh nữa chị ha, thiết kế hai chỗ. Đây là phòng ngủ đầu tiên, tại thì gia đình đang ở ha, có mấy đứa con ở trong phòng nó không quay được, em sẽ quay phòng thứ hai nha, tại hai phòng giống nhau anh chị. Đây phòng thứ hai. Có giường, có nệm. Rồi đây là phòng của con của chủ. Có máy lạnh, là phòng đầy đủ hết nha anh chị ha. Bên trong đây phòng rất là rộng anh chị. Rồi, giờ em sẽ đi ra cái phòng khách mình tham quan anh chị ha. Nhà thì thiết kế theo nghỉ dưỡng cũng làm đơn giản anh chị ha. Đây là phòng khách của mình đây. Cũng có thiết kế cửa sổ rất là lớn luôn. Em thấy như đây là nhà thiết kế cửa sổ rộng và cửa cũng rộng rãi nên em thấy rất là thông thoáng anh chị ha, không có ngợp nha anh chị. Đây là không gian phòng khách của gia đình. Rồi giờ em sẽ đi ra cái chỗ ranh giới cuối cùng nữa chị ha, để mình tham quan và em chị cái ao nuôi cá luôn. Đây còn đất rất là rộng nè chị thấy không, đó là mái che phía sau đó nè. Đó thì gia đình cũng để một cái bàn đây đã ngồi đi chơi cho nó mát mẻ chị ha. Đó. Trước đây gia đình cũng có bán trà sữa nè, trân châu rồi anh chị ha. Bây giờ nghỉ bán rồi, không còn bán nữa chị nha. Và đây là cái ao nuôi cá nè. Đó, lúc trước chủ nuôi cá kiển đây nhưng mà giờ cũng cần bán anh chị, giờ cũng cạn nước rồi, không còn nuôi nữa chị ha. Đó, cái ao thì cũng vừa phải, làm rất là kỹ ha, cũng xung quanh đã đổ bê tông rồi, bốn mặt hết anh chị ha. Còn đây thì cũng có trồng một số cây như là cây trăm nè anh chị, rồi cây khế ngọt nè, rồi cây vú sữa nè, rồi cây me nè, và một số cây trái anh chị ha. Mỗi thứ trồng cây thôi, để chủ trồng để ăn anh chị, không phải kinh doanh buôn bán, tại đất mình ít anh chị ha.
Đây là ranh giới cuối cùng anh chị ha, chiều sâu bên tay trái nè chị. Đó, bao bọc có bức tường 2,5 m hết nha. Góc nào góc đấy to đùng anh chị thấy không? Đây thì chủ cũng gắn hệ thống bếp quay hết rồi, đó nên mình kéo vào dao mình tưới rồi, rất là tiện nha. Đây cái vũ sữa. Đó này là chủ mua cái góc lớn về trồng cho nhanh đó chị. Đó, nhiều lúc mình trồng từ đầu á thì cái góc này cũng khoảng là trên 10 năm anh chị. Đó, rất là lâu năm rồi. Đây, cái xô đũa để mình lấy bông. À, nó có chua đâu anh chị ha. Đây cây me. Rồi, em đến đây tạm dừng video ha. Quý hàng cô chú nào quan tâm cái căn nhà nghỉ dưỡng nằm ở xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ bên em số thoại hình ha. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc là cái giá gia chủ ký gửi một lần nữa nha là 1 tỷ 100 triệu nha anh chị. Trên căn nhà nghỉ dưỡng của mình đây thì có thổ cư là 100 m², giấy tờ là hiện tại là sổ tổng nha, thì chủ sẽ lo giấy tờ trọn gói hết cho mình luôn, mình không có lo gì hết nha. Và đây thì chính chủ ký gửi luôn, và đất này và căn nhà này là chưa có đầu tư anh chị ha. Quý khách hàng cũng đừng quên có một like, một chia sẻ, một nút đăng ký dân hình để tương tác với em, trong cái động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.